Hello, xin chào tất cả mọi người. Các bạn có vừa thấy là Lữ Bố bây giờ nhỉ? Có khả năng là nhảy xuyên tường nhá. Đó là bản update mới mùa 4. Hoặc là có thể là giữa mùa 3 sẽ update sự cập nhật này. Đấy. Mùa 3 thì sắp khởi động rồi. Chắc là chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ cập nhật sang mùa 3 anh em. Tầm ngày 15 tháng 7 anh em sẽ cập nhật sang mùa 3, muộn nhất là ngày 15 tháng 7. Được, ok. Lữ Bố bây giờ thì có khả năng đó chính là nhảy xuyên tường các bạn ơi. Rất tuyệt vời nhá. Để nói chung là để chạy trốn rất là tốt. Nhưng cứ tùy trận đấu thôi. Cái khả năng này là rất là tốt nhưng mình có sử dụng hết không? Cái mới là anh em có thể thấy là mình đánh xong con chim, nghĩa là con rùa ngày xưa, thì sẽ có khả năng là soi map ở cái khu rừng đối diện của tiên địch. Rất là hay. ID này. ID tên là Moba Việt nhá. Rồi. Đó anh em có thể đấy, nhảy trên tường nhá. Đó, rất là phê. Rồi, Murat bị giết rồi. Rauriel bị giết. Murat là team bạn gánh rất tốt này. Lucky Goom. Thì hiện tại thì bản test Mobile Việt Nam thì đã có rất nhiều bạn các bạn đến từ Đài Loan gia nhập rồi. Bởi vì bản test Mobile Đài Loan đã đóng cửa nhá. Chính vì vậy các bạn cái video clip mình hướng dẫn anh em bản test Đài Loan các thứ ấy, thì bây giờ sẽ không dùng nữa nhá, bởi vì Đài Loan đã sáp nhập với Việt Nam. Anh em cứ học cách vào bản test quân bài Việt Nam là ok. Thì điều kiện để vào bản test thì mình đã nói nhiều rồi, anh em phải đăng ký đúng đợt, được duyệt, xét duyệt và được kích hoạt. Thì hiện tại thì những ai đăng ký trong đợt 3 thì người ta đã xét duyệt xong hết rồi đấy. Tất cả các bạn có thể vào được, còn những bạn nào không vào được thì các bạn không đăng ký nhá. Và bây giờ hiện tại là khá đông cả Việt Nam lẫn Đài Loan chơi, nên giờ cao điểm thì sẽ bị lỗi là đường truyền yếu. Các bạn cố gắng đăng nhập nhiều lần sẽ vào được thôi. Cái lý do chính là bản test ý, cái số lượng người chơi có hạn nhá. Ông già lửa rất là tỉnh và đẹp trai. Điểm như đắt đi. Mình bóc lốp Murat đằng sau. Đây đây, biết ngay mà. Đùa. Quá, wow, ông già lửa kìa. Xnit. Ông già Xnit lên bảng. Bye bye, ok. Giết luôn đồng chí Motot mà. Ôi, tha anh em ơi. Ôi, xong mình rồi. May quá. Khi tiêu hụt pha đấy. Rồi ok, rất xanh con nào đeo. Rồi ok, rồng luôn. Thực ra nhảy xuyên tường thì các trường hợp mà không phải là trong những trường hợp nào cũng dùng đâu. Lữ Bố kỹ năng dùng để lao lên tấn công mà. Rất ít khi để chạy nhá. Cái khả năng này thì nó làm thứ Lữ Bố khả năng gọi là thú vị hơn, nhưng không phải là lúc nào cũng phải dùng đâu anh em ạ. Nhảy tường thì nhiều khi làm màu thôi. Thì hôm qua mình có làm video clip thông báo anh em rồi, hôm nay mình mới đánh cái trận vì hôm qua mạng mình lag quá, hôm nay mình đã phải gọi là ngồi ké mạng của các bạn khác ấy. Chứ cái mạng mà mình đang ở cái nơi này rất là lag. Và mình trình bày anh em cách lên đồ mới luôn cho Lữ Bố sang mùa 3 nhá. Đầu tiên thì mình sẽ lên cái áo choàng thần da. Đó. Tiếp theo mình sẽ lên cái giày kiên cường. Giày kiên cường bây giờ sẽ có khả năng là miễn 30% khống chế, 35% khống chế của cái giày Hermes ngày xưa. Đấy. Kinh quá cơ. Chạy đâu em ơi, chạy chạy đâu
Rồi vẫn chạy kìa, vẫn chạy kìa, vẫn chạy kìa. Lên bảng này, lên bảng này. Mình đánh Murat nhiều nhiều rồi. Đừng có mà chạy với mình. Ok. Vẫn không nhường mình à, đùa. Không sao, Lưu Bố khả năng hồi máu tiếp tốt bằng chiêu cuối mà. À, đang nói cái nền đồ, món đồ đầu tiên là chính là áo choàng thần da, sau đó là giày kiên cường. Giày kiên cường em biến 30% khống chế từ bây giờ sẽ sang giày kiên cường. À, món đồ thứ ba chính là áo choàng băng giá, tiếp theo là giáp thống khổ, giáp thống khổ, giáp Gaia, và cuối cùng là một món đồ anh em tùy chỉnh nhá, có thể lên kiên thoát truyền hoặc là lên giáp hộ mệnh. Chạy được này em ơi, lên bảng, ok. Rồi, mò tót đẹp trai, cái tụ đẹp trai hơn mình nhỉ. Tiếp tục, AD. À, cái nền đồ này có áo choàng băng giá thì sang mùa 3 tới thì nó không có công phép nhá. Sẽ có 300 giáp, 10% giảm một chiêu và 800 máu. Rất tốt cho các đấu sĩ kiểu như Lữ Bố này. Lên mùa 3 mình phải lên áo choàng băng giá thôi. Lữ Bố sẽ gọi là khống chế khó chịu hơn. Đùa với đại ca. Vào đây, có chiêu là chết này, có chiêu là chết này. 1, 2, 3 này, tốc biến chạy rồi. Kinh quá, rất khó chịu này, rất khó chịu này. Cái khả năng nhảy qua tường thì mình vẫn chưa sử dụng mấy anh em ạ. À, nhưng mình anh em chú ý nhá, có khả năng này. Nói chung là nhiều trường hợp vẫn sử dụng thôi. À, khả năng này sẽ giúp Lữ Bố cơ động hơn, có thể xuyên địa hình. Có lúc mình có thể chạy rất là tốt. Hoặc là gọi là tham gia giao tranh rất tốt hơn bằng việc áp sát tướng địch nhanh hơn. Lên nào, lực nào. Lữ Bố đại ca đến rồi. Quẩy hết đi. Wow, kinh quá, làm choáng kinh quá. Ignis là ông già lửa đây anh em ơi, ông già lửa thiêng. Khả năng khống chế rất tốt chiêu 2 và ở chiêu 2 làm choáng nhá và làm chậm. Giờ hôm nay mình thì không phải ở nhà mình nên không để chỉnh cho hình ảnh vào cho đồ lên đồ vào trận đấu được, anh em thông cảm nhá. Đồ dưới được, mình vừa kể tên thôi, mình xin kể tên lại nhá. Đó chính là áo choàng thần da này, áo choàng lửa đấy anh em ơi, giày kiên cường, áo choàng băng giá, giáp thống khổ, giáp Gaia. Và món đồ cuối cùng chính là giáp hộ mệnh. Anh em cứ thử thiết cái nhân đồ này, cái nhân đồ mới ở trong mùa 3 mạnh nhá. Còn nếu mà lên đồ thế này ở trong mùa 2 thì rất là yếu nhá. Thì mùa 3 áo trong thần da là công vật lý và giáp mà. Rồi ok. Lên nào. Xuống làm gì nó phải lên. Lên nào. Lên. Wow. Rồi về thôi Omega. Gọi là truy cùng đuổi tận rất là kinh khủng.
Với cái nên đồ này mình khống chế và lao lên rất là lợi hại nha. Mình chuẩn bị lên cái giáp Gaia. Hiện tại các bạn đang nghe bản nhạc China. China gì nhỉ? Dream này. Ở đây là bản nhạc China EDM Remix nha mọi người. Rồi, mò tót lên bảng, ok. Các bạn có thể thấy đấy, mình lên đồ tăng thôi, mình đánh rất thấm nhá. Bởi vì công phép từ áo choàng rất là mạnh, và áo choàng thần da cũng là món đồ có 80 công vật lý đấy, không phải là chuyện đùa đâu. Kinh quá, Mirat một chiêu cuối không thấm gì mình. Không xi nhê tí nào. Vào nét bắn không xi nhê. Wow. Các bạn có thể thấy rất là trâu này. Giữa làn là mưa tên đạn của team bạn, nhưng mà anh ấy chỉ mất tầm 1/4 máu thôi. Về Omega rồi. Đùa chết ngay. Đùa cá chết ngay đấy. Đây rồi, Mirat đây rồi. Mà này đánh Mirat có vẻ là khá tốt đấy. Nhưng mà không có quái để đánh thì lấy sao mà có nội tại được. Rồi, từ từ lên nào, lên. Đó, cấm trụ rồi, đánh thoải mái nào mọi người ơi. Rồi, tuyệt vời. Anh em chú ý nha. Lữ bố hơn Tào Tháo ở Vương Giả Vinh Diệu, đó là chiêu của khả năng chiêu một của khả năng hất tung này. Và đánh trụ vẫn hồi máu nhá. Nào này. Sự thay đổi là lớn nhất đó chính là có thể nhảy xuyên tường. Anh em chú ý nha, nhảy xuyên tường. Rất là tuyệt vời. Rồi, trận đấu chắc là đến hồi kết thúc rồi, bởi vì team bạn sắp lát nhà đây. Rồi, ok. Video clip của mình thông báo sự thay đổi của Lưu Bố đến đây hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.